Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GT. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí luôn hướng đến các giá trị của phương pháp giáo khen đài nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy dạy bài số 3, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm vững mối quan hệ vuông góc giữa hai đường thẳng song song với một mặt phẳng, mối quan hệ vuông góc giữa hai mặt phẳng song song với một đường thẳng, mối quan hệ vuông góc giữa một đường thẳng song song với một mặt phẳng với đường thẳng thứ hai. Bây giờ chúng ta vào học bài mới. Mục 4 lớn: liên hệ giữa quan hệ song song và vuông góc. Tính chất thứ nhất phát biểu như sau: A. Cho hai đường thẳng song song, mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia. Như vậy, giả thiết là cho hai đường thẳng song song có một mặt phẳng vuông góc với đường thẳng thứ nhất, thì kết luận mặt phẳng này cũng vuông góc với đường thẳng thứ hai. Các em hiểu tương tự như vậy. Bây giờ thầy vẽ hình. Thầy vẽ hai đường thẳng song song với nhau, A và B. Bây giờ thầy vẽ một cái mặt phẳng P chẳng hạn. Mặt phẳng P vuông góc với đường thẳng A thì mặt phẳng P cũng vuông góc với đường thẳng B. Tính chất này thầy không chứng minh, mà chúng ta nhớ để vận dụng làm bài tập. Bây giờ thầy xoay trong không gian để các em quan sát. Thầy cho hai đường thẳng AB thay đổi. Cấu trúc của tính chất này chúng ta viết như sau: đường thẳng A song song với đường thẳng B, mặt phẳng P vuông góc với đường thẳng A, thì chúng ta cũng suy ra mặt phẳng P vuông góc với đường thẳng B. Như vậy, tính chất A, quan hệ giữa hai đường thẳng song song với một mặt phẳng, đó là mối quan hệ một đường thẳng song song với mặt phẳng thì đường thứ hai cũng vuông góc với mặt phẳng ấy. Bây giờ chúng ta sang tính chất B. Tính chất B là hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. Tính chất này khác với tính chất ở trên, đó là ngược lại, từ vuông góc đến song song, mà ở tính chất A là từ song song đến vuông góc. Thầy vẽ hình. Đầu tiên thầy cho một mặt phẳng P và có hai đường thẳng cùng vuông góc với mặt phẳng này. Hai đường thẳng này phân biệt thì hai đường thẳng A và B song song với nhau. Thầy xoay trong không gian để các em quan sát.
Các nhìn ở vị trí thề nghiêng hình. Chúng ta có thể nhìn từ trên xuống dưới thì đường thẳng chỉ trở thành một điểm. Thầy ghi cấu trúc của tính chất B như sau. Cho AB phân biệt hai đường thẳng A và B cùng vuông góc với mặt phẳng V thì hai đường thẳng A và B song song. Như vậy hai tính chất A và tính chất B là hai tính chất ngược nhau. Tính chất A là từ song song đến vuông góc, tính chất B là từ vuông góc đến song song. Đây là hai tính chất các em cần phải lưu ý để chúng ta vận dụng làm bài tập. Và hai tính chất này chúng ta cũng dễ hiểu, dễ nhớ bởi vì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta gặp rất nhiều hình ảnh như thế này. Bây giờ thầy sang tính chất thứ hai. Tính chất hai. A nhỏ cho hai mặt phẳng song song. Đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng này thì cũng vuông góc với mặt phẳng kia. Như vậy, giả thiết là cho hai mặt phẳng song song thì trước hết có một đường thẳng nào đó nó vuông góc với mặt phẳng thứ nhất thì nó sẽ cắt mặt phẳng thứ hai và hơn nữa nó vuông góc với mặt phẳng thứ hai. Bây giờ thầy vẽ hình trong trường hợp này. Cho hai mặt phẳng song song T và Q. Thì vẽ một cái đường thẳng A. Đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng T. Thì đường thẳng A này sẽ cắt mặt phẳng Q và cũng vuông góc với mặt phẳng Q. Thầy xoay hình để các em quan sát. Thầy thay đổi mặt phẳng T song song với mặt phẳng Q. Thầy nghiêng lại hình ạ. Các em theo dõi một lần nữa. Ba đối tượng thay đổi. PQ song song với nhau, đường thẳng A thay đổi và hình này được xoay trong không gian. Thầy viết cấu trúc của tính chất A này. Mặt phẳng T song song với mặt phẳng Q, đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng T. Thì ta suy ra đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng Q. Bây giờ chúng ta sang tính chất B. Phát biểu như sau. Phát biểu ngược lại của tính chất A. Đó là hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. Thầy vẽ hình. Thầy vẽ đường thẳng A. Và thầy vẽ hai mặt phẳng PQ cùng vuông góc với đường thẳng A này. Bây giờ thầy xoay hình để các em quan sát. Thầy thay đổi đường thẳng A. Thầy thay đổi mặt phẳng P. Như vậy các em thấy
Nếu hai mặt phẳng PQ phân biệt và cùng vuông góc với đường thẳng A thì hai mặt phẳng này song song với nhau. Chúng ta nhìn nghiêng hình. Chúng ta nhìn từ trên xuống dưới. Như vậy, chúng ta có tính chất A và tính chất B là hai tính chất ngược nhau. Tính chất A là hai mặt phẳng song song, dẫn đến quan hệ vuông góc giữa hai mặt phẳng này với một đường thẳng. Ở B thì hai mặt phẳng phân biệt vuông góc với một đường thẳng, thì hai mặt phẳng này song song với nhau. Bây giờ chúng ta sang tính chất thứ ba. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang tính chất thứ ba. Nội dung của tính chất 3 phát biểu như sau. A nhỏ cho đường thẳng A và mặt phẳng P song song với nhau. Đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng P thì cũng vuông góc với đường thẳng A. Bây giờ thầy vẽ hình để diễn đạt cái tính chất A này. Thầy vẽ một mặt phẳng P. Và một đường thẳng A song song với mặt phẳng P. Thầy xoay hình thì các em thấy quan hệ đường thẳng và mặt phẳng song song với nhau. Bây giờ thầy vẽ một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng P. Đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng P. Khi đó các em thấy đường thẳng D và đường thẳng A vuông góc với nhau. Các em lưu ý rằng hai đường thẳng vuông góc với nhau, chúng có thể cắt nhau, có thể chéo nhau. Các em nhìn từ trên xuống. Khi đó đường thẳng D chỉ trở thành một điểm. Bây giờ thầy thay đổi đường thẳng D và cả đường thẳng A để các em quan sát. Ta nhìn trên xuống để thấy quan hệ giữa đường thẳng A và đường thẳng D. Đường thẳng A có thể cắt đường thẳng D, có thể chéo với đường thẳng D.
Từ đây chúng ta có một cấu trúc như sau. Đường thẳng A song song với mặt phẳng P. Đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng P. Thì chúng ta suy ra là đường thẳng D vuông góc với đường thẳng A. Trong mệnh đề này các em lưu ý là từ song song đến vuông góc, tức là mối quan hệ giữa đường thẳng A và mặt phẳng P là một mối quan hệ song song. Và một mối quan hệ đó là đường thẳng D nó vuông góc với mặt phẳng P. Thì khi đó đường thẳng D này nó vuông góc với đường thẳng A. Các em lưu ý rằng nếu cái đường thẳng D này mà vuông góc với đường thẳng A thì đường thẳng D này không vuông góc với mặt phẳng P. Vì sao như vậy? Là bởi vì đường thẳng A song song với mặt phẳng P thì trên mặt phẳng P sẽ tồn tại một đường thẳng A phải vuông góc với D. Như vậy là đường thẳng D mà vuông góc với A thì đường thẳng D chỉ vuông góc với một đường thẳng A phải nằm trên P. Thì như vậy đường thẳng D chưa vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau, do đó đường thẳng D không thể vuông góc với mặt phẳng P được. Bây giờ chúng ta phát biểu mệnh đề ngược lại như sau. Mệnh đề B, nếu một đường thẳng và một mặt phẳng không chứa đường thẳng đó cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau. Có nghĩa là trên hình vẽ này là đường thẳng A không nằm trên mặt phẳng P, nó cùng vuông góc với đường thẳng D. Thì khi đường thẳng A và mặt phẳng P này song song với nhau, cái lưu ý trong mệnh đề này là nếu đường thẳng A và mặt phẳng P không nói đến vị trí là đường thẳng A không nằm trên mặt phẳng P, thì khi đó đường thẳng A và mặt phẳng P này cùng vuông góc với đường thẳng D, thì ta sẽ suy ra đường thẳng A song song với mặt phẳng P hoặc đường thẳng A nằm trên mặt phẳng P. Vậy ta có cấu trúc như sau. Đường thẳng A không nằm trên mặt phẳng P, đường thẳng D vuông góc với đường thẳng A và đường thẳng D này vuông góc với mặt phẳng P. Thì chúng ta sẽ suy ra đường thẳng A song song với mặt phẳng P. Như vậy đây là một mối quan hệ từ song song đến vuông góc như ở mệnh đề A, và mối quan hệ thứ hai là từ vuông góc đến song song. Đây là một kiến thức cơ bản chúng ta thường gặp nhiều trong các bài tập khó, và các em cần lưu ý vấn đề này. Như vậy tính chất 3 là tính chất cuối cùng. Tiết học hôm nay các em đã hiểu mối quan hệ vuông góc giữa hai đường thẳng song song với một mặt phẳng, mối quan hệ vuông góc giữa hai mặt phẳng song song với một đường thẳng, và mối quan hệ vuông góc giữa một đường thẳng song song với một mặt phẳng với đường thẳng thứ hai. Đây là những tính chất cơ bản. Tuy nhiên những tính chất này các em rất dễ nhớ, bởi vì những hình ảnh trong cuộc sống hàng ngày thường đập vào mắt chúng ta, cho nên chúng ta dễ liên hệ để nhớ những tính chất này. Như vậy bài học đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức GSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.